Cổ nhân nói, ba điều này sẽ phá hủy cuộc đời bạn. Nhiều người có cuộc sống rắc rối và tâm trạng thất thường. Điều này là do trong lòng họ có quá nhiều ham muốn và không biết cách tiết chế chúng. Hãy sống đơn giản nhất có thể, đừng suy nghĩ quá nhiều, coi nhẹ được mất, thư giãn đầu óc, hạnh phúc tự nhiên sẽ đến trước cửa nhà bạn. Một số người luôn thích giận dữ, luôn thích so sánh và luôn quá tham lam. Đó là lý do tại sao cuộc sống thật mệt mỏi và khiến họ ngày càng kém hạnh phúc. Chỉ bằng cách giữ tâm trí bình hòa, coi nhẹ được mất và biết hài lòng, bạn mới có thể sống một cuộc sống thư thái và thoải mái. 1. Đừng tức giận vì những điều nhỏ nhặt. Trong cuộc sống, có nhiều thứ sẽ không bao giờ theo ý bạn, không phải ai cũng vây quanh bạn và không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Khi chúng ta gặp khó khăn, khi gặp phải sự bất công và đang dao động giữa được và mất, bạn càng tức giận, bạn càng mất kiểm soát thì sẽ càng làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Nóng giận không thể giải quyết tốt vấn đề, và những gì chúng ta đã mất sẽ không quay trở lại chỉ vì chúng ta tức giận. Điều chúng ta nên làm giữa được và mất là học cách xem nhẹ nó. Tức giận có nghĩa là cạnh tranh với chính mình và gặp rắc rối với chính mình. Nếu bạn đang có tâm trạng tồi tệ, bạn cũng sẽ không hài lòng với chính mình. Chỉ những người không giận dữ mới có thể dễ dàng mỉm cười và sống hạnh phúc. Vì vậy, chúng ta cố gắng hết sức để điều chỉnh tâm lý và kiểm soát cảm xúc của mình. Hãy tử tế và thấu hiểu hơn để được mọi người yêu mến. 2. Đừng so sánh với cuộc sống của người khác. Ngoại trừ sự sống và cái chết, mọi thứ khác chỉ là đám mây. Danh tiếng, tiền tài và sự giàu có thực ra chỉ là những thứ bên ngoài. Cuộc sống là vô thường, hãy sống khiêm tốn, ít kiêu ngạo và ít so sánh với người khác, đó là điều tốt nhất. Một số người luôn thích khoe khoang với người khác những gì mình có, và luôn thích so sánh những người trong gia đình mình với người khác. Thực ra, bạn chỉ cần biết trong lòng mình có vui hay không, không cần phải thể hiện ra bên ngoài, bởi thể hiện sẽ khiến nhiều người mất lòng. Một khi bạn bắt đầu so sánh, bạn thực sự sẽ thua cuộc, bởi vì bên ngoài luôn có những người giỏi hơn. Vì vậy, chúng ta không cần phải quá kiêu ngạo, hãy sống cuộc sống của riêng mình, trân trọng những gì mình có và đừng ghen tị với những gì mình không có. 3. Đừng quá tham lam. Một số người quá tham lam, những gì họ mong muốn không bao giờ có thể thỏa mãn họ, cuối cùng họ chẳng được gì và mất tất cả. Nếu trong lòng có quá nhiều ham muốn, bạn sẽ trở nên lo lắng về được và mất, trở nên căng thẳng và tự hỏi suốt ngày liệu bạn có nắm trong tay những thứ này hay không, bạn sẽ thường xuyên chịu tổn thất lớn vì lòng tham. Trong cuộc sống, chúng ta hãy biết bằng lòng. Chúng ta có thể có một chút tham lam nhưng phải học cách ngăn chặn nó một cách có chừng mực, dừng lại đúng lúc và biết cách thỏa mãn. Có người tự làm khổ mình vì lòng tham, thậm chí mất đi tất cả những gì mình có. Một số người vì lòng tham mà bị lợi ích cám dỗ, cuối cùng lại lạc lối, làm những việc trái với lương tâm và nguyên tắc của mình, sẽ sống đau khổ suốt đời. Tóm lại, căn nguyên của việc không hạnh phúc là do bạn muốn quá nhiều thứ, bạn nóng giận, tham lam và so sánh. Bạn biết đấy, hành động bộc phát và nóng giận không chỉ làm hỏng tâm trạng mà còn làm mất đi sự duyên dáng của bạn. Tốt hơn hết bạn nên cởi mở hơn, bớt lo lắng, bớt giận dữ, giữ tâm trạng vui vẻ và sống hạnh phúc mỗi ngày.